Gì đến cháu? Ngày mai cháu phải đi học rồi. Mau đi vào thu xếp để đi học đi. Mau lên. Tiểu Bân Bân mang nhiều đồ như vậy, đi bao lâu như thế mà khóa cũng không thể mở ra. Xách vào trong phòng đi mau lên. Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài. Cậu ở nhà cùng Bân Bân và chị của tôi nhé. Đấy là cậu ư? Tiểu Bân Bân giúp một tay nào, đừng ích kỷ như vậy, mau lên chứ. Tại sao cháu? Ở dưới giấu cái gì vậy? Không có ạ. À. Không có ư? Không có mà. Thật sự không có à? Không có. Không có thật. Thôi được rồi, mau thu xếp đồ đạc rồi học bài đi nhé. Tại sao chú ấy lại không nhìn thấy bạn ở trong này? Là tớ làm cho chú ấy không nhìn thấy đấy. Thật sự bạn đang nói đấy à? Không phải là tớ nói. Tớ tác động đến điện não đồ của cậu, làm cho cậu cảm thấy là tớ đang nói. Tớ vẫn không hiểu. Cậu không cần phải hiểu. Điều quan trọng nhất là tớ muốn cậu giúp tớ. Không sao, chúng ta kết bạn với nhau đi. Được không? Được, chúng ta ngót tay với nhau nào. Ôi, cậu không có ngón tay. Anh nói cái gì? Xin hai người đừng lãng phí thời gian nữa. Thẩm Côn đã nói hết tất cả với tôi rồi. Đồ được đặt ở phòng số 167 và lại là phòng do anh đặt. Tôi chưa cầm mà. Ông La, ông nên biết những người chống đối chúng tôi thì sẽ bị chết thảm hơn bị bệnh AIDS. Ban ngày sẽ ăn không ngon, buổi tối ngủ không yên, thậm chí cũng không thích làm gì cả. Xin lỗi, tôi dùng từ hơi thô lỗ một chút. Tôi chỉ biết, nếu người của quý quốc bị bắt ở Hồng Kông, sẽ là một việc rất khó xử đấy. Tôi sống tàng hình ở đây, về cơ bản là không tồn tại. Trà võ công Triều Châu, vị rất ngon. Có hứng thú không? Thử một tách đi. Thế nào? Anh không sao chứ? Đau không? Một trong những sư phụ của tôi là người Trung Quốc đấy, quen thuộc các môn phái. Anh muốn bắt tôi ư? Không dễ đâu. Anh hãy mau nói cho tôi biết, rốt cục thứ đó ở đâu. Túm chặt vào tôi. Đi thôi. Ngon lắm, cậu lại không ăn được. Ngon thật. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh đi, anh đi, anh.
Tùy anh tin hay không tin, tôi đến thì ông ta đã chết rồi. Làm sao anh vào được? Cửa trước. Cửa trước ư? Anh có nhìn thấy anh ta không? Không. Vừa sáng nay không phải là anh ta. Từ sáng đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh ta vào đây. Xin lỗi anh đi, bây giờ tôi phải bắt anh. Không được động đậy. Chị, cảm ơn. Cứ yên tâm, em không sao đâu. Anh của tôi tại sao lại chết vậy? Là một cái bẫy. Khi tôi đến thì anh ấy đã chết rồi, bị bóp cổ cho đến chết. Nhất định là Karlov. Karlov ư? Đúng. Cô đừng ở nhà của tôi nữa. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng nhất định là cô đấy. Chị, người em bảo chị thông báo. Chị đã thông báo chưa? Thông báo hết rồi. Chị phải cẩn thận bọn chúng đấy. Người anh em đúng là kẻ thù gặp nhau nơi đường hẹp. Thế thì sao chứ? Sau khi vào đây tao đã thêm không ít bạn đâu. Nhiều hơn ngày trước nhiều. Tao còn tưởng không báo được thù chứ. Không ngờ mày cũng có ngày này. Hôm nay ông cũng không báo thù được đâu. Chẳng phải ông nói muốn đánh tôi sao? Bỏ tao ra! Bỏ tao ra! Anh à, chị anh đã nhắn tin vào rồi. Tôi đã có hơn 200 người rồi. Không cần đâu. Anh bảo mọi người nể tình một chút, đừng để xảy ra chuyện. Mọi người nghe đây, đánh tùy tiện một tiếng là được rồi. Được, anh hài lòng chưa? Được. Hơi đói bụng. Xem thử xem còn gì ăn không nào. Thôi vậy, đều là sống. Mấy thằng lãng làm ảnh hưởng đến bà xem TV. Làm cái gì vậy? Chúng mày định ăn trộm đồ sao? Cứ tự nhiên đừng khách sáo. Cứ tự nhiên đi. Tôi không biết các anh. Chú làm cái gì vậy? Vân Vân, cháu mau trốn đi. Làm thế nào đây? Ngọc ơi, hãy để ngón tay của tớ chỉ vào chú ấy, thì chú ấy sẽ có đủ sức mạnh. Snooko lại đây, mau lên. Lại đây nè, mau lên. Ôi thật là nhát gan, chú ấy ngất đi rồi, làm thế nào bây giờ? Tại sao bọn chúng lại không nhìn thấy chúng ta? Tớ dùng sóng điện tử tác động vào thần kinh não của bọn chúng, làm cho bọn chúng không nhìn thấy ba chúng ta. Nhưng cậu đừng nói nữa, bởi vì sóng điện tử của tớ yếu lắm, ầm lên là bọn chúng sẽ nhìn thấy đấy. Giỏi, võ công giỏi, kiếm pháp giỏi.
Thằng Tây kia, có phải là mày hãm hại em trai tao không? Đúng. Chỉ cứ coi như tôi hãm hại anh ta đi. Tao phải đánh cho mày choáng váng mất phương hướng mới được. Võ công của phụ nữ chỉ dùng để đối phó với chồng thôi. Em trai của chị cũng không phải là đối thủ. Chiêu này của chị là gì vậy? Chồng tao sau khi đi chơi gái về, tao đã dùng chiêu này để bắt anh ta đấy. Đàn ông sợ lưu manh sợ đàn bà đánh đá. Hóa ra là thật. Xin lỗi, tôi tìm chị những người đàn bà đánh đá. Mau đến chỗ viên ngọc đi. Tôi đã đủ sức mạnh siêu nhiên rồi. Vừa nãy tôi đã nói rồi, võ công của phụ nữ chỉ dùng để đối phó với phụ nữ thôi. Xem là phụ nữ nào đã. Cindy Morgan, cảnh sát hình sự quốc tế. Mày nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc kém quá. Đau không? Tao quý trẻ con, nhưng tao có thể giết nó đấy. Bỏ đứa trẻ ra. Bỏ đứa trẻ ra. Mẹ ơi, che viên ngọc lại. Che lại. Mẹ ơi, đi mau. Mẹ ơi, cô có sao không? Mau đi cứu Bân Bân đi.